Xin chào các bạn. Cái video mà về clip cái kỹ thuật trồng dừa, mình có dùng cái máy để tưới nước dừa. Thì có một số bạn yêu cầu mình quay kỹ về cái máy của dừa mình á. Thì hôm nay mình sẽ quay về cái máy tưới nước của dừa mình kỹ cho các bạn coi. Thì các bạn biết thì ở miền Tây mình á thì dùng đất thấp, muốn trồng cây ăn trái thì phải lên lớp cao, thì theo lớp bự hay lớp nhỏ thì mình đào cái mương bự hay mương nhỏ các bạn. Thì ở đây lớp mình khoảng 5 thước mấy, thì mình có cái mương khoảng ở đây là khoảng 2 thước, mình cho khoảng 2 thước. Không biết cái chiều ngang của mương chi đang mình làm cái chẹt nó thích hợp. Thì ở quê mình á, thì những người mà trồng cây ăn trái các bạn, thì mỗi người thì hầu như đều có một cái chẹt, một cái máy tưới nước như thế này. Thì ở đây mình có cái chẹt, mình sẽ đo cái chẹt để coi cái chiều dài nó bao nhiêu các bạn. Dài của cái chẹt mình là 2,85 m bạn. Một tay hơi khó làm. Còn chiều ngang này mình là 95 cm nha. Các bạn làm sao mà để cho cái máy nó vừa với cái chẹt và cái chẹt nó không có chặt quá so với cái mương mà mình là lên clip. Thì nói về cái máy ở đây mình sử dụng cái máy mà D8, thì các bạn có nên là sử dụng cái máy từ D8 trở lên. Cái máy mà đê nhỏ hơn thì nó sẽ chạy không nổi các bạn, công suất nhỏ hơn thì chạy không nổi. Thì cái máy mình ở đây xài cũng lâu rồi, bình nước và bình dầu, hệ thống gió quạt gì đó hư hết, mình tháo ra treo bình dầu đây. Nên bình bình nước và cái hệ thống quạt hư nên mình truyền trực tiếp về cái tủ hút bơm lên. Mình sẽ quay kỹ cái tủ hút này nè các bạn coi. Thì cái tủ hút bơm nước của mình đây bao gồm cái tủ hút chính. Cái tủ hút này thì có cái đường kính nó khoảng là 25 cm, và cái bề dày này mình lấy thước đo thôi. Chiều dài nữa các bạn, dài nó khoảng 7 cm, hơn 7 cm. Thì ở trong cái tủ hít nữa nó bao gồm, bữa mình có tháo thử coi, 8 cánh quạt. Vậy nó có hệ thống bật trực tiếp của máy vậy đi. Cái bố như thế này mình bắt như vậy thì bố này có chịch quịch lại chút xíu thì mình thì máy chạy bình thường các bạn, tại vì máy miếng này nó có độ đàn hồi. Cái này nó bị cong không, nhưng mà nó vẫn chạy bình thường. Bố là mình chạy 3 4 năm nay,
không có hư. Còn nếu mà bắt trực tiếp á, mình phải canh cái nền má thật kỹ á, cho hai cái cốt này nó thẳng nhau, rất là khó. Thì đây là cái ống mà cái tua hút hút nước lên, ống này là phi 90 các bạn. Đây mình làm cái co lên, một cái co này đặng cho nếu mà mình tắt máy thì nước vẫn giữ đây, là mình quay máy lên thì nước sẽ hút lên từ từ ở dưới này, ở dưới này ngập nước mình không quay cho được. Các bạn coi dưới này mình gắn cái tua hút 90 ra cái gỗ, cái sọt úp ở ngoài cho nó bớt cái con ốc cua vô các bạn. Khi nó vô đây rồi nó ngạt lên cái dồi ra này, cái mép ra này, hạn chế cua ốc với rong vua nè, hạn chế nó vô. Không đi, khi nhiều khi nó vô nó bị ngạt. Thì đây nó có sáu cái bét ga, mà thường thường máy của mình thì chạy khoảng 4 bét thôi, mỗi bên 2 bét, tưới được mỗi lần 2 lít. Thì ở đây nó có một cái ống, cái ống là gì bật trực tiếp vô đây các bạn, bắt trước khi mà vô nước trong tua hít. Thì cái ống này có tác dụng là nó hút nước, tức là để dùng để hút nước trong cái chẹt các bạn. Cái chẹt mà xài lâu ngày á thì nó bị vô nước như thế này, chẹt mình thì ít vô nước nên mình không có làm cái ống hút nước ra. Nếu mà cái chẹt mà cũ á, nước nó vô nhiều á, các bạn gắn một đây một cái ba và một cái co đây, chuyền cái ống xuống đây, mình nhiều khi nước nhiều mình mở cái van này thì nó sẽ tự động nó hút nước ra, khỏi cần tát. Còn đây là cái ống mà nó khi mà nó phúng nước chuyền nước lên trên đó, cái vòi này có nhiệm vụ là nó cung cấp nước cho cái máy. Thì nếu cái máy các bạn còn mới, còn bình nước với hệ thống gió đó, các bạn khỏi làm cái này. Ở đây máy mình bị hư, mình làm cái này là truyền nước trực tiếp vô cái máy. Và đây là cái ống ga của nó, ống ga của nước máy làm mát máy. Thì cái ống lên này thì khoảng cái ống này khoảng 90 90 nó ra 6 bét thì mình xài 4 bét thôi. Những cái bét ra đây là bét 34 các bạn, 34 đây, 34 bét ra 34 hết. Bằng 4, bằng 4 mm các bạn. Còn đây còn thêm cái bét ga nữa. Cái bét này dùng để mình câu vô cái ống nó dài các bạn. Những cái nơi mà mình nước mình tưới không tới đó, mình nối ống thêm rồi mình tưới. Nơi quá xa đó, cái bét mình nó tưới không hết, không ra tới không tới. Thì mình sẽ nối vô cái ống này. Mình kéo ống thêm mình tưới. Có hai chú kia bên kia tưới nước, ông quay máy, ông cũng có chẹt chống thịt mình, ông đang tưới tưới máy các bạn. Quay kỹ các bạn có cái tua hút đây, tua hút hình tròn thì đây, lên đây có một cái ống vuông. Đây một khúc, đây có cái van nối, giờ nối lên cái bếp có dài ra. Mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm cái bếp ra này. Thì đây là cái ống ở trong tủ hết ra, thì mình bắt thêm cái ống nhựa, mình có thể cuộn bằng dây kẽm hay là mình mua những cái cổ dê gì mình siết rồi. Còn đây là cái van 34. Và đây là cái ống ga.
các bạn có thể là không làm cái bằng cái nhựa này, các bạn có thể lấy cái qua này đóng trực tiếp vào cái ống sắt ga này và làm cái bếp ga này dài ra, thì cái bếp này mới chúng mình cần cái đường ga này mình cần phải hơi lửa mình bóp lại cho nó cứ phúng xa các bạn và phúng to ra, còn nếu các bạn mà để nguyên thì nước nó không phúng xa được, mình bóp lại như thế này nó sẽ phúng xa ra. Các bạn có thể cưa xéo gì hay là cưa ngang gì xéo này, chú ý là sáu cái bếp này cả, mình chỉ sử dụng 4 cái thôi. Là cái tua hút này thì khi mà các thợ cơ khí làm thì người ta làm cái ống này nó nghiêng ra sao rồi, nghiêng ra sao chút xíu rồi là khi mình tưới là nước sẽ phúng ra và đồng thời nó sẽ đẩy cái máy mình đi tới luôn, do đó mình khỏi cần chống. Thì cái độ nghiêng nó thì không biết nhiêu, nhưng mình quay cho các bạn coi đây, các bạn nhìn thấy rõ ràng không? À, có cái độ nghiêng. Bởi vì khi mà mình tưới nước phúng ra thì nó sẽ đẩy đẩy cái chẹt mình tới, mình không cần chống, mình chỉ chỗ hai bên cho đựng lũ thôi, đựng lũ vô bờ thôi. Ok, để mình quay máy cho các bạn coi nha. Ok, mình quay máy cho các bạn, không biết để cái máy quay đây phúng nước lên không biết cớ không nữa. Bạn nhìn thấy nè, nó phúng rất xa từ cái mé đó ra cái này, cái tớm mấy cái thủy lợi các bạn, chó mặt trời là khoảng 6 thước.
Không kiếm sao thôi. Có gì nước. Gì Sao thế? gọi vườn của thằng chú đối diện với mình không đang tưới nước mà có chạy tự tựa như cái chạy của mình quay cho các bạn coi. Chú ấy chỉ có tưới có 2 bét thôi. Bạn thấy không? Cái chạm nó tự chạy tới. Mình chỉ cần chổi 2 bên thôi. Chứ 2 bát mà ướt cái gì? Vừa bay. Xin chào các bạn. Nếu các bạn thấy video này hay, xin vui lòng đăng ký, like, share. Bye bye các bạn.